Ok, sau đây em hướng dẫn sử dụng con máy này nha, Canon AutoBoy. Thì con máy này là nó xài pin nha, đây là pin SC pin. Thì nó mình muốn tháo pin thì mình tháo chỗ này nè, cái đít máy nha. Rồi, mình tháo từ từ thôi nha. Đây nó xài một viên pin, nó xài viên pin 2CR5 nha. Đây, lắp pin rồi mình đưa cái đầu, có chân tiếp xúc xuống dưới. Pin 2CR5 thì hết, mình có thể mua trên Shopee nha. Rồi này lại mình cũng dùng cái chìa khóa hoặc cái gì đó mình đậy, mình siết ốc lại. Mỗi lần lắp pin thì nó hơi mất thời gian vậy, nhưng mà mình xài một cục pin nó rất là lâu nha. Nếu mình không ấm chụp khơi khơi thì có thể mình chụp khoảng 6 cuộn phim. Mở máy đây chứ, mở máy ở đây mình kéo ở đây cái nút nè, mình cái gạt, mình gạt qua là mình mở máy. Sau khi mở máy lên thì đây sẽ là nó sẽ ở trong cái tiêu cự 48 nha, tiêu cự 48 nè. Thì đây là, tiêu cự tele. Thì mình muốn zoom á, mình muốn cái, này không, cái máy này không có zoom mà nó chỉ có điều chỉnh hai tiêu cự thôi. Bấm vô nó sẽ thu lại nè, bấm vô nó sẽ thu đưa ra, bấm cái nó sẽ thu lại. Đây cái nút này. Rồi mình muốn bấm chụp thì mình giữ nhẹ nút chụp, mình thấy ở đây nó có cái đèn, mình giữ nhẹ nút chụp, nó hiện cái đèn lên thì mình bấm chụp. Rồi con máy này thì nó flash auto nha, trong môi trường tối thì nó sẽ flash, còn môi trường sáng thì nó sẽ không flash nha. Ngoài ra thì ở đây nó có cái nút hẹn giờ, để bấm chụp nha. Mình nhấn ở đây thì mình bấm chụp, mình nhấn cái nút hẹn giờ là coi như là bấm chụp luôn, rồi mình đợi 10 giây sau nó sẽ chụp nha. Cái mình bấm vô là nó sẽ chụp luôn đó. Ở đây mình có thể thấy mấy cái đây là cái ngày bây giờ sẽ in lên trên hình nha, mình có thể tùy chỉnh ở đây. Mình bấm cái này là các cái mod của nó, và mình bấm những cái nút như đây để tùy chỉnh ngày và giờ tùy theo ý của mình. Rồi sau đây hướng dẫn mình lắp phim luôn nha. Muốn tắt máy thì mình gạt cái nút này qua. Rồi lắp phim, muốn lắp phim thì mình phải mở bộ phim ở đây, bên đây nó có cho mở bộ phim. Lưu ý thì máy này không xài cho phim cine và phim audio được nha. Không xài phim cine giúp mình nha. Xài phim cine là sẽ máy không hoạt động được, cũng có thể sẽ bị gãy gãy mấy cái bánh răng cũng như là mấy cái động cơ lên phim. Không xài phim audio được là tại vì nếu chụp phim audio thì sẽ bị tối nha. Rồi mình lắp một phim, mình đưa đầu lõi hướng lên trên, sau đó mình đưa một đoạn phim nữa qua bên đây. Ôm phim của mình bị đắt bạ rồi. Đây nè. Đưa đoạn phim này qua nằm qua bên phía ngoài của cái máy, sau đó mình đóng nó lại. Rồi, sau khi đóng nó sẽ lên phim nha, lên phim và đến hiện lên số 1 nè. Sau đó mở máy mình cứ chụp, mình thích gì chụp nấy. Rồi cứ lên cứ chụp, cho tới khi nào hết phim nó sẽ tự tua phim về cho mình, và mình chụp một tấm sẽ tua lên một tấm nha. Đây để hết phim nó tự động tua về nè. Nghe cái tiếng tua và mình thấy cái này nó đang giảm dần 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 dần. Ok. Rồi. Sau khi nó tua về hết thì nó sẽ im lặng và mình có thể mở bộ phim. Mình tắt máy, mình mở bộ phim ra. Và mình chỉ mở bộ phim lúc mà nó tua phim về rồi. Hiện là chữ S như này thì mình mới được mở ra nha. Còn nếu mình đang chụp, nó lên phim rồi, mình đang chụp mà mình mở ra là sẽ bị cháy phim nha. Đây mở ra nè. Lúc nãy mình kéo phim qua rồi nhưng mà bây giờ nó đã tua vào hết nè. Sau đó mình lấy cục phim này ra mình đem đi chém nha. Ok. Cảm ơn bạn, chúc bạn sẽ có ảnh shot hình đẹp trong máy này nha.